kênh giao thông nước Việt, kênh chuyên reaction về những tình huống giao thông được camera giao thông ghi lại. Hy vọng mọi người sau khi xem xong video sẽ có được những phút giây giải trí thư giãn, từ đó tham gia giao thông an toàn hơn. Ông lùi đi. Lùi đâu mà lùi? Ông điêu nó vừa chứ. Ông điêu nó vừa anh ạ. Ông bị nhà ơi. Ông nhìn cao đâu, ông nhìn cao đâu. Ông ấy ông bị thần kinh à? Ê Hải ơi, ông ấy ông bảo ông bị nghề ấy. Ông ấy ông lùi vào ông bảo bị tiếng thì ông nghe. Điên này. Bạn bè nó các kiểu chứ. Đúng rồi. Ui ôi. Thằng này lại buồn ngủ à? Thằng này buồn ngủ à? Ui ôi. Ui ôi. Thằng này chắc buồn ngủ. Ui ôi. Chắc buồn ngủ thôi, chắc buồn ngủ. Kinh thế. Sợ nhỉ. Để cháu xuống xem hộ nó xem mà thằng lái xe nó có việc gì không á. Đợi cháu tí nhá. Chắc buồn ngủ rồi. Ha ha.
Cao tốc Long Thành Dầu Dây. Đấy, có một em. Biển số bao nhiêu? Chưa thấy biển số. Chị ghê chạy đi đâu lọt chỗ đây được hay nhỉ? Ở ngoài nó có chạm chặn mà. Thì em anh này nó cố tình nó chạy vô bây giờ. À, nhưng mà nó có chạm chặn qua trạm soát vé là nó chặn rồi. Sao ấy đây đây được. Không thấy biển số. Năm chín đề ba 27145. Rồi đang lên mạng là công an hỏi thăm liền. Hỏi thăm nghe. Ôi ghế chưa? Ghế 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 chưa? Ghế chưa? Ghế chưa? Quả xe chở hàng của Capsison trôi từ trong ngõ ra nha. Rất may đến đây là hơn chục người lôi lại mới không đâm vào em beam này. Rất đỏ, ngày rất đẹp. Không sao, xe tạm thời trên máy thôi.